quý cô chú anh chị đang vào live của Nhất Lệ và Minh Nguyệt buổi tối ngày hôm nay. Cùng chiêu cùng DC Beauty nào. Anh chị yêu thương ơi. Hey. Bên trên tầng lầu. Bên trên tầng lầu có cái điều gì anh chị yêu thương ơi? Hãy cùng ấn like, tỏa tim và chia sẻ bình luận nhiệt tình cho hai cô gái này được không anh chị yêu thương? Bình luận lên để chúng em có thể chào tất cả anh chị yêu thương nha. Em ơi đừng khóc. Anh ơi đừng khóc. Lệ ơi đừng khóc. Ok baby. Em ơi đừng khóc mong. Em ơi đừng khóc mong tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vượt tắt. Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ đi. Em đâu hơi sai, em đâu thân mãi để chết tình đó. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, nuốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc khóc, có đang để buồn đâu. Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc khóc, có đang để buồn đâu. Dịp cây môi em nốc, thoáng phút chốc đã vơi u sầu. Vì sao em phải khóc 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 khóc. Yeah. Hey. Vì sao chúng ta không chia sẻ để cho buổi tối ngày hôm nay rực rỡ được không ạ? Yeah. Hello tất cả các anh chị à, chào cô Minh Châu này, chào chị Bé Heo, chào chị Đồng Thị Lan Hương, chào chị Trang Dương Phương Nguyễn, chị đẹp Hồng Minh, chị Xanh Nguyễn, chị tất cả các anh chị yêu thương. Hello chị Hoa Quả Vân. Chào chị ạ. Chào anh Thành Lê và tất cả anh chị yêu thương ạ. Buông bàn tay để chấm hết tất cả thứ làm em buồn, bao gồm cả cuộc đời của em mà cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên, thiên đường vẫn chờ ngày em đến. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc khóc, cô đang để buồn đâu. Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc khóc, cô đang để buồn đâu. Rượu kề môi em nốc, thoáng phút chốc đã vơi u sầu. Vì sao em phải khóc 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 khóc. Chào chị Đỗ Hiền ạ, chị Hoa Quả Vân, anh Đinh Quang, chị Diên Hoàng, anh Ngọc Tử, cô Minh Châu ạ. Tất cả anh chị ơi, chúng ta cùng bình luận nhiều lên để Nhật Lệ và Minh Nguyệt có thể nhìn thấy chúng ta được không ạ? Chia sẻ và một like dành tặng cho chúng em nhá. Lên nhạc những ca khúc của mình yêu thích nào anh chị ơi. Số 3 đầu tiên được không anh chị ơi? Hôm nay rực rỡ được không ạ? Trăm năm không quên. Chị Hoa Vũ, chị Đỗ Hiền, chị Việt Trinh ạ. Ca khúc chiều quá đúng không? Yeah. Quá là chiều anh chị ơi. Lên tầng lầu rồi thì bây giờ phải như thế nào anh chị nhỉ? Phải gọi tên anh chị chứ. Anh chị ơi, đúng không? Chị Linh Hương, chị Nguyễn Yến ạ, chị Ruby ạ. Đó. Và ca khúc tiếp theo sẽ là ca khúc gì đây anh chị yêu thương ơi? Đố anh chị biết chúng em chuẩn bị hát bài gì nào? Đố anh chị biết cái giai điệu của ca khúc này là bài gì? Đố anh chị chúng ta biết luôn nào. Nghe có quen không anh chị yêu thương? Anh chị lên đây bài hát nào. Buổi sáng hôm ấy khi còn trăng sương bay, ta như lần gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ. Chẳng sao đâu, dù biết có khi còn lâu. Lạc mình trong cánh buồm phiêu du chiếc thuyền đong đưa những ngày xa xưa. Bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha rằng con đi học mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mê say nỗi lòng tha hương, vướng đường tương lai ước rằng ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này là anh chị ơi, ở lại và yêu được không, thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chờ ngại. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta
cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biến bao, trời cao núi xanh mây xa. Ok, rapper Minh Nguyệt. Chính xác. Yeah. Khi bay sẽ còn lăn bánh, khi bay sẽ còn lăn bánh. Tôi sẽ vòng với cuộc sống hối hả, quên đi một ước tình xuân đã trôi qua. Ta ngại và chạm kêu như lần dối trá, những lần áp lực bởi công việc muốn đi xa. Vứt hết một lần trước kêu như đời thoái hóa. Tự do tự tại như chân có thích ta. Na 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 na. Từ nhiều lúc cảm thấy rất nhiều trò, thôi ta giang tay ôm lấy cả bầu trời. Hỡi bản thân nơi đã mù u rơi, khát vọng ra khơi chúng mình đi chơi. Vứt tật thiên ngang lối về thanh thang, chẳng cần cao sang nỗi lòng sang trắng. Và đứng trong cánh buồm phiêu du chiếc thuyền đong đưa, những ngày xa xưa bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha rằng con đi học mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mẹ say nỗi lòng tha hương, vướng đường tương lai ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ qua. Này 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 là anh chị ơi, anh chị ơi, anh chị ơi, ôn lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật mong này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chờ. Việc gì phải ôm buồn đau riêng, mình ta riêng, mình ta. Nụ cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời cao núi xanh này ngàn xa. Này 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 là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Ok. Ôn lại và yêu được không, yêu được không, yes. Yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có cho. Việc gì phải ôm buồn đau riêng, mình ta riêng, mình ta. Nụ cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, chỉ cao núi xanh người ngàn xa. Hey, hay không anh chị ơi, vào với DC Beauty là chỉ có chill anh chị ạ. Cùng cổ vũ cho hai em gái Nhân Lệ và Minh Nguyệt nói chị nào. Hai bé dễ thương quá, tất cả anh chị yêu cũng dễ thương như chúng em vậy á. Cảm ơn anh chị ạ, chị Hoa Quả Vân, chị Đào Phùng, chị Thanh Liêm ạ, chị Vi Phạm, chị Hòa Lê, chị Trang Dương, chị Khánh Ngân ạ. Tất cả anh chị ơi bình luận nhiều lên để chúng em nhìn thấy chị nào. Anh Hữu Tuấn, chị Nguyễn Phương, chị Thanh rất nhiều. Chị Lê Hòa, Hòa Lê, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chị Tiết Trương, chị Trang Đỗ ạ. Rất nhiều anh chị, trời ơi nhiều quá trời anh chị ơi. Và sau đây sẽ là một cái khu CD ạ. Chúng ta trở về với nhạc sống, về với quê hương được không ạ? Về với đám cưới. Đúng rồi. Đi đám cưới nào. Hey. Chị Ánh Tuyết yêu thương. Hello chị yêu nào. Anh Tuyết yêu chị Hoa Chu nè. Hey. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm. Và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân. Cho anh thơ mộng, em muốn được cùng anh về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè như nắng dưới bóng dừa là lưỡi. Sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp, gặp anh trên phố, em ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt, anh đã cho em quên, quên đi tất cả. Em muốn cùng anh về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là lời. Sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Hey, chị Hòa Vũ, chị Ruby, chị Đỗ Hạnh, chị Thiên Lê, chị Quyên Apple, chị Việt Trinh, tất cả anh chị ơi, chúng ta có bình luận nhiều lên để Nhân Lệ và Minh Nguyệt chào anh chị nào. Anh Phan Lợi, đồng hương của chúng em này. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có em tung tăng đôi môi cười hoa thắm. Và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần. Cho anh mơ mộng, em muốn được cùng anh về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè như nắng dưới bóng dừa là lơi. Sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp,
gặp nguyệt trên phố. Ok, nguyệt sao đã thẫn thờ như người ngủ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Em muốn đường cùng anh về vùng biển vàng, mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng ruộng làn lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Em muốn được cùng anh về vùng biển vàng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa làn lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hơn. Em muốn đường cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa làn lơi, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hơn. Hôm nay hai em rực rỡ quá, cảm ơn anh Duy Tú này. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Trời ơi, anh chị nói không quẩy làm sao được anh chị. Bây giờ chúng ta lên 3K Nhật Lễ Minh Nguyệt quẩy với anh chị được không ạ? Hết mình với anh chị nào. Chúng ta cùng bình luận nhiều và chia sẻ giúp hai em gái nhá. Dừng lại 2 giây like và chia sẻ giúp chúng em để hôm nay thật là vui nào anh chị nào. Anh Xuân Hoàng, chị Nguyễn Thị Sợ, chị tên là Trần. Anh Hưng Phạm, chị Trần Thê. Rất nhiều anh chị ạ, anh Nguyễn Hùng ạ. Đây nào, anh Bạch Huỳnh nào. Yêu nhau nhiều như thế, như thế mà đến lúc phải rơi lệ, xem nhau là dĩ vãng cũng là lúc ta lìa ta. Hey! Hôm qua còn say đắm, say đắm mà hôm nay khóc âm thầm. Vượt qua ngàn sóng gió mà ta không trân trọng những điều đó. Giờ thì em ơi ta đã mất nhau rồi, giờ thì em ơi hai ta phải chia đôi, mỗi người một nơi chỉ cách hai phương trời. Tìm hạnh phúc mới cũng tại hai ta cố chấp đến như vậy, duyên mình đã hết chắc kết thúc ở đây. Không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi, phải chia tay thôi. Không quay với mình như là em chưa thương ơi. Let's go. Hey. Máu nào anh chị ơi, 3K đầu tiên đó. Đỉnh của chóp, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hai em mà quẩy được có đỉnh hơn anh chị nào. Cổ vũ cho chúng em nào. Chị Nguyễn Huế, chị Trang Dương. Lệ quẩy đi ạ. Nhất lệ đời có số 4 này anh chị ơi. Máu lên một tí nào anh chị nào. C. Hôm nay mặc màu đỏ cho anh chị rực rỡ này. Đúng không ạ? Hey. Hello tất cả các anh chị yêu thương, mọi người cùng cổ vũ cho hai cô em gái đến từ đất Nam Định được không anh chị yêu thương ơi? Như lời chia sẻ sẽ là những tinh thần động lực cho hai đứa em nào. Vô luôn này ơi. Yêu nhau nhiều như thế, như thế mà đến lúc phải rơi lệ, xem nhau là gì vãng cũng là lúc ta lìa ta. Hôm qua còn say đắm, say đắm hôm nay khóc âm thầm. Vượt qua ngàn sóng gió mà ta không trân trọng những điều đó. Giờ thì anh ơi hai ta mất nhau rồi, giờ thì anh ơi hai ta phải chia đôi, mỗi người một nơi chỉ cách hai phương trời. Tìm hạnh phúc mới chị Minh Thủy. Cùng tại hai ta cố chấp dù mình đã hết chắc kết thúc ở đây, không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi, phải chia tay thôi. Giờ thì em ơi hai ta mất nhau rồi, giờ thì anh ơi hai ta phải chia đôi, mỗi người một nơi chỉ cách hai phương trời. Tìm hạnh phúc mới cùng tại hai ta cố chấp duyên mình đã hết chắc kết thúc ở đây, không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi, phải chia tay thôi. Dạ Vũ này, anh Phúc kia hay quá, anh là Lệ Nguyệt ơi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Lên bài hát nào anh chị Trần Thúy, chị Hòa Vũ này, chị Quyên Nguyễn này. Anh chị yêu cầu Dạ Vũ được không? Chơi luôn anh chị. Ở đây không có gì ngoài nhạc anh chị ơi. Thật không có gì ngoài nhạc và hai đứa không em. Không có gì ngoài sung anh chị ơi. Hey! Không biết anh chị đã sung chưa? Anh chị mà sung
đúng rồi thì bấm số 1 để nhận lại đứng lên quầy anh chị nào. Cho chúng em xin con số 3K đầu tiên, 1.000 chia sẻ đầu tiên đi anh chị thương ơi. Nóng lên nào. Anh chị ơi, tối nay chúng em đã dành để dành rất là nhiều các khúc hay cho anh chị. Chỉ còn anh chị lên công tắc thôi là chúng em sẽ bật những cái bài hát thật là hay dành cho anh chị được không ạ? Chất hơn nước cất. Ok anh chị. Cảm ơn chị Lê Thị Nhâm ạ. Khi màn đêm vừa buông, mưa vừa tuôn ở trên mắt hiên em vẫn cuồng. Sương còn vương hàng trăm nỗi đau như kéo em xuống. Nơi vực sâu tận cùng trái tim khô cạn xó đá. Chân trời xa vắng được con tim em đi về đâu? Đi về đâu? Sóng gió buồn trùng đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu. Chưa từng cho phép gì từ em không cho mình đau. Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu. Vì lỡ say trong một vòng tay ai, dành cả tương lai đôi lấy nỗi buồn. Từ đó em không còn cần ai thương, giọt giọt ai vương nước mắt em tuôn. Giờ đêm rồi. Dạ vui chị ơi. Thích bên nào chúng em tặng anh chị bài đó. Thế thì anh chị tiếc là anh chị tiếc gì một lượt like, một lượt chia sẻ cho hai em gái đúng không ạ? Đừng tiếc anh chị ơi. Hey. Đúng rồi, đừng có tiếc gì nhưng là chia sẻ cho hai đứa em đấy chị yêu thương ơi. Hey. Hello chị Thanh Liên nào. Lên 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 nào. Hey. Yeah. Cảm ơn chị Ngọc yêu ạ. Hay quá, cảm ơn anh chị. Cổ vũ chúng em nhiều vào anh chị ơi. Chị Hoa Quả May, chị Thương Dương. Màn đêm ôm lấy em, giữ em trong giấc mộng ngày con ấm êm. Một hàng mi lấp lánh, ngã lưng lên nỗi buồn chẳng thể đong đếm. Chân trời xa vắng được con tim em đi về đâu? Đi về đâu? Sóng gió muôn trùng đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu, yêu lần đầu. Chưa từng cho phép suy tư em không cho mình đau, nhưng sâu trong tâm tâm tái tim em đang không ngừng nhỏ. Lỡ say trong một vòng tay ai, dành cả tương lai đôi lấy nỗi buồn. Từ đó em không còn cần ai thương, giọt giọt ai vương nước mắt em tuôn. Gió đêm rồi. Cảm ơn anh Trinh Phạm Lương, anh Phong Lê này. Các anh chị ơi, cùng cổ vũ cho em gái nào. Hai em rất là thần thái, lúc nào cũng tươi. Đúng rồi anh chị ơi, không có gì ngoài những nụ cười và năng lượng trao tặng cho tất cả anh chị yêu, chị Đỗ Hạnh ạ. Chị Nguyễn Thị Lệ, à cùng tên với Nhật Lệ này anh chị này. Chơi bài này chưa? Chơi chưa? Chơi. Máu chưa anh chị ơi? Một anh chị sẵn sàng chưa? Bài này mà không quẩy được là hơi phí, đúng không? Đúng vậy. Bài này mà không lên 3K hơi phí anh chị ơi. Các anh chị yêu thương chia sẻ nhiệt tình cho hai em đi nào. Các chị hỏi là Lệ với Nguyệt uống nước gì đấy? Chúng em đang uống bỏ húc anh chị ơi, để chuẩn bị năng lượng chào đến anh chị này, được không? Chuẩn chưa? Chào anh Minh Vũ ạ. Lên 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 lên. Yêu lúc này ơi. Yêu là gì mà làm người người điên điên say say đến thế, cứ vô tư cho con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cắn tâm mang theo si mê, nhưng khi chia ly quay bước thật mơ. Yêu là gì mà làm người người điên điên say say đến thế, cứ vô tư cho con tim nhói đau. Lên lên. Yêu làm gì mà làm người người can tâm mang theo si mê, nhưng chỉ chia ly quay bước thật mơ. Yêu là gì? Yêu là gì mà lại phải máu anh chị ơi? Một khi đã máu đừng hỏi chúng em là ai anh chị ơi, chúng em là em của anh chị nhé. 3K đúng rồi, 3K anh chị ơi, chúng em là em của anh chị, mọi người hãy cùng góp phần. Mỗi một người tặng chúng em xin một lượt chia sẻ thôi. Máu là sao ạ? 5-6-10K là chuyện nhỏ với anh chị, em tin anh chị. Quá là chuyện bình thường nữa anh chị ơi. Tầm gì chứ tấm quẩy với anh chị thì bình thường anh chị ạ. Chị bảo kia. Hết ngại ngần rồi chị ơi. Sao bây giờ như vậy? Chứ không phải là chị đứng lên em mới đứng à? có tác động chứ, đúng không anh chị ơi? Vô luôn em. Vô luôn. Yêu là gì anh chị em? What's this love? Thế gian hiểu thông. Yêu là mất, yêu là đau. Yêu là vẽ thêm hoa đen bức tranh, bức tranh màu, bức tranh màu. Thế gian đều biết. Yêu là thứ ta cần thiết. Yêu là niềm vui đang xe nếu tôi chẳng bình yên. Tìm gì được trong ngân nào.
cơn say thôi cũng tan trong ngày mai. Lên lượt vạn lần làm tim tê tái, đến thôi ta si không cần ai. Thế nhưng lời nói ta chỉ thốt ra vậy thôi, trong mộng vẫn mong trông ai cho ta những cơ hội, những cơ hội để ta tìm kiếm một hạnh phúc chân trời mới. Chỉ vì được yêu nên tim ta không muốn nghỉ ngơi. Come on, chị yêu thương, tay đâu lên 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 luôn nào, lên luôn lên luôn lên luôn, lên làm gì rồi lại phải lên nóc nhà, nóc nhà nóc nhà, yeah. Chụp cún nhau luôn à. Lên nhóc nhà là bắt con vịt nào anh chị ơi, yeah. Khét đâu anh chị, yeah. Hai em khét đấy anh chị ơi, hai em máu lửa và khói nó bay tứ lung tung anh chị ơi. Con số 1, con số 1 anh chị ơi, bình luận con số 1 đúng không anh chị, bình luận just con số 1 nhật lệ với người được không ạ? Ok ok, come on anh chị ơi, thắt dây an toàn anh chị ơi, dự báo buổi tối ngày hôm nay có bão anh chị nhá. Đọc bình luận nào, đỏ rực rỡ trắng tinh khôi, ok anh chị. Love. Yêu là gì nguyên ơi? Ok, yêu là gì? Lên, 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 lên. Hey, máu rồi anh chị ơi. Quá chiều anh chị ơi. Mặc qua luôn lên cho em nào. Hey. Người ơi, hãy nhớ đừng quên. Ok, ok. Bài ca yêu thương em hát tặng người. Hey. Ngày tháng dẫu khốn khó lòng mẹ trang vơi, okay. Bao yêu thương trong tim anh hỡi, hey. Anh hãy ước với em một câu, okay. Luôn yêu em cho đến bắt đầu. Mỗi sức kiếp bên em cùng nhau trải qua, dù bàn vật đời thay anh chẳng thay lòng. Anh đừng đi, đừng đi, 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 hey. Nhạc đừng, chiều quá nhỉ. Đừng đi, 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 hey. Cảm ơn anh Trinh ạ. Khỏe rồi anh chị ơi, khỏe rồi. Anh đừng đi, anh đừng đi, anh chẳng đi, anh chẳng đi. Ta cùng nhau, ta cùng nhau lướt qua đời. Ê, anh đừng đi, anh chẳng đi, bên cạnh nhau đến mặt đời. Tăng go buồn, ok ạ. Thế phải đâu? Không biết. Chưa biết anh chị ạ, thôi để like sau đi. Hả? Hay quá, hay không? Hay, hay, hay. Nhạc hay, nhạc hay, nhạc hay. Hay quá, chị yêu thương ơi, cảm ơn chị Thu Trang như dấu, cảm ơn tình cảm của tất cả các anh chị yêu thương ạ. À. Quý đừng quên ấn like, tạo thêm và chia sẻ nhiệt tình cho hai đứa em đi đâu. Lên. Anh đừng đi, anh chẳng đi, anh chẳng đi. Ta cùng nhau, ta cùng nhau lướt qua đời. Ok baby. Anh đừng đi, anh đừng đi, anh chẳng đi, anh chẳng đi. Bên cạnh nhau. Bốn ca đi chị ơi, hai nàng ngầu quá, cảm ơn anh chị. Xây. Em bảo rồi, hôm nay toàn ca khúc hay cho anh chị thôi, không chia sẻ lời phí nha anh chị ơi. Wow, anh chị chuẩn bị chạm đến cái dây thần kinh gọi là dây máu văn nghệ của chúng em đấy anh chị ạ. Anh chị ơi, cố gắng chia sẻ giúp chúng em nào. Yêu hai em, hai em lúc nào yêu anh chị nha, hết hết anh chị ạ. Đó. Cảm ơn chị Nguyễn Hồng này. Cô dân lòng. Hay gì vậy? Yêu đất phương. Come on. Chưa cần biết hát bài gì luôn anh chị ạ. Hey. À, vào đây là phải sung anh chị ơi. Vào đây là phải vui đúng không ạ? Chúng ta hãy làm việc hết sức và chơi phải hết mình anh chị yêu thương ơi. 4K đi anh chị ơi. Ê. Thắt dây an toàn anh chị ơi. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mồi nè, cảm ơn chị Lâm Bảo, cảm ơn tất cả chơi xinh đẹp. Hello chị Thanh Thúy nè, hello chị Uyên Phương nè. Đã bên nhau bao ngày thật đẹp, từng vượt qua bao nhiêu bão giông cùng nhau. Cùng nhau. Mong một ngày mình tay nắm tay, cùng chung bước đi trên thanh đường tình yêu. Hey. Giấc mơ kia chưa kịp nhiều màu. Hey. Người vội đi mang theo tiếng yêu ngày xưa. Lệ sầu tuôn tròn khóe mi, còn đâu nữa anh ơi, hy vọng tan phai. Hey! Lên,
sống một lần trên đời. Bao đêm em khóc anh đâu nào biết, em vì anh mà đau nhất tim này, nhất tim này. Nơi phương xa đó anh có còn nhớ khoảng trời yêu mà ta có nhớ. Phố lên đèn, phố đông người, chỉ riêng lẻ lẻ loi. Nếu mai này có mai về, hãy nhớ mãi có em đây. Lên. Ok anh chị ơi, được không ạ? Nếu mà nghe ok anh chị lên con số 1 giúp chúng em nào. Nhất con số 1 bình luận anh chịu thương ơi, cảm ơn Phương Ngọc đâu. Nếu anh chị thấy hai đứa em năng lượng, thấy hai đứa em tiến bộ mỗi ngày, anh chị comment số 1 để chúng em nhìn thấy và tiếp tục có nhiều năng lượng hát cho anh chị nghe nào. Hey. Hey. Anh chị đang máu rồi đấy. Bao đêm em khó anh đâu nào biết, anh mà đau nhớ tim này, nhớ tim này. Một nơi phương xa đó anh có còn nhớ khoảng trời yêu mà ta có nhớ. Phố lên đèn, hey! Phố đông người, chỉ riêng mình lẻ loi. Nếu mai này có mỏi mệt, hãy nhớ mãi có em đợi rồi. Cố dặn lòng, hey! Phải quên người, hey! Cớ sao lại nhớ thế? Nhớ thế. Nếu mai này có mỏi mệt. Phải đọc giáp chơi chơi cho vui nha. Làm giáp lại. Đôi đôi sửa mắt được không? Hả? Đôi mắt. Ừ, đôi mắt thì bạch thì hơi mệt đấy. Cảm ơn anh chị. Phải giữ sức thì bật quẩy chứ anh chị ơi. Đúng không ạ? Okay. Chúng ta phải gọi là truyền năng lượng từ từ ấy chị ạ. Không có hết là năng lượng đấy anh chị ơi. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc được mang tên để đôi mắt. Với sự trình bày của idol Nhật Lệ S rapper Minh Nguyệt. Ok baby. Cùng lên nào anh chị ơi. Từng người trôi qua mau, nụ cười trao nhau lại thêm lo âu, lại thêm lo âu. Dù ngày vui không bao lâu và nhiều buồn đau trốn giấu, đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ chẳng nào. Dù ngày vui qua đi đường dài chia ly, lệ vương chân mi, lệ vương chân mi. Giờ thì anh đâu vô tri, giờ thì mình anh suy nghĩ. Anh biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ đôi bên. Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không quên. Giờ em nơi phương xa như bơ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rơi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi để trở về vội bên anh. Từng tầng đây mà đôi mắt kia hao gầy. Vì ai? 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 Đâu phải cứ được xa nhau là dễ dàng đấy chị ơi. Dễ lắm. Bỏ kính ra đọc bình luận nó mới được anh chị ơi. Chả nhìn gì chị ơi. Mai mà đeo bỏ kính không có mắt anh chị ạ. Chia sẻ nhiệt tình chúng em anh chị ơi. Mới được có hơn 1k chia sẻ nè mọi người ơi. Xin nói nhìn chia sẻ có được không? Các tình yêu nồng say của em ơi. Cảm ơn chị Hoa Quả Vân ạ. Các cả anh chị ơi cùng bình luận để cổ vũ cho chúng em nào anh chị nào. Chia sẻ nhiệt tình chúng em còn thiếu 1.000 chia sẻ nữa được thưởng nào anh chị. 1.000 chia sẻ nữa chị ơi. Cảm ơn chị Trần Ngọc ạ. Như này mà cá tính rồi anh chị ơi. Bánh bèo anh chị ơi. Từ trước qua mau nụ cười trao nhau lại thêm lo âu, lại thêm lo âu. Dù người vui không bao lâu và nhiều buồn đau chôn giấu, đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngao mà cứ ngỡ chẳng nào. Dù ngày vui qua đi đừng dài chia ly, lệ vương chân mi, lệ vương chân mi. Dù anh đâu vui chi, giờ thì mình em suy nghĩ. Anh biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ đôi bên. Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không quên. Giờ em nay phương xa như bơ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rơi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi để trở về vội bên anh. Yêu thương còn đời mà đôi mắt kia hao gầy. Giờ em nơi phương xa như bơ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ.
bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai ngờ tình yêu trong anh cho em mãi mãi. Wow, trở về vội vã yêu thương tận đây mà đôi mắt kia hao ghê. Giờ em nơi phương xa như bơ ngơ, sự còn lại mình bơ vơ, bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai ngờ tình yêu trong anh cho em mãi mãi để trở về vội vã. Yêu thương tận đây mà đôi mắt kia hao gầy. Giờ này chẳng còn gì, giờ đã vỡ chưa được mày mi. Tôi giữ vững chi, tôi kiếm ra đi. Bao nhiêu mất hôm nào, giờ thế là sao? Ngày nào mới chưa biết tan, mới chưa tôi thân vào nước không gian. Cứ ngã xa nhau là dễ dàng. Đâu có phải là sao? Đâu có phải là anh chị chúng ta muốn xa nhau mà dễ dàng đâu à? Bởi vì là tình yêu nó luôn nằm ở trong anh ơi. Anh Nam đây, anh chị Nam đây. Hey, máu anh chị ơi. Có sao chúng em biểu diễn như thế anh chị ạ? À? Vui mà đúng không anh chị? Vào đây là phải vui, phải thoải mái. Sân khấu này là của anh chị, là của tất cả mọi người đúng không nào? Chết rồi, anh chị giờ cứ nhìn thấy Nhật Lệ là cứ bảo buồn cười đi. Chắc giờ mình thở buồn cười mất anh chị không ạ? Chắc là cũng có khi tí khiếu hài anh chị ha? Chắc mai xin sếp đi thử thì gọi là thách thức danh hài xem là có thách thức được Trấn Thành không? Bài gì? Bài gì được anh chị? Lệ có biết bài Tôi Và Tôi không? Tôi là tôi. Ừ thì tôi là tôi. Ok thì tôi là tôi. Chúng ta là chúng ta đúng không anh chị ơi? Lên luôn nào anh chị nào. Nhưng trong không này có. Không có trong này sao? Không chứ chị thấy không biết ai mở cái bài đấy đâu nhỉ? Chết đầu đấy. À không. Lên nhạc nào anh chị ơi. Không lên có. Nhạc lên nhạc cho nó nóng nào. Hay quá hay quá. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chọn bừa đi. Bài nào cũng được. Miễn là nhạc DC là được luôn anh chị. Đang nóng mà. Lên luôn nào. Ok. Được ấy. Lên luôn đi. Chơi đi mà sợ gì. Máu là đừng hỏi chúng em là ai anh chị ơi. Bởi vì anh chị trao cho chúng em năng lượng mà. Máu quá đi làm sao được. Ok rồi, cố đi chị. Cảm ơn chị, bé heo. Nhật Lệ rap ạ, ok. Anh rất có thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ trông pha tô lên hai hướng như lúc này. Dòng mẹ anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Okay. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Có gì đâu mà phải khóc, không có anh thì sẽ có người khác. Tình nào mà chẳng dạng dở, vui rồi cũng đến lúc phải tệ nhạt. Okay. Em nghĩ nhiều là gì cho mệt đầu, cứ mặc định anh là thằng tệ bạc. Thừa biết hạnh phúc của em là kim cương nhưng lại không thể cho tôi người chế tác. Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên tình cảm này anh buộc phải cự tuyệt. Mặt khác anh sợ cảm giác phải yêu xa mình không tới đâu cũng có lòng từ biệt. Trong mắt anh em thật sự rất tuyệt, dù rằng hai đứa không bằng nhau là mấy. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc mẹ của anh đang phải chia tay. Chị Mai Nguyễn này. Ok rồi. Ok anh bạn đăng ký này. Cứ vui lên chị ơi. Sáng ca xin chị anh tiếp tục bảnh ca nào. Nhìn em mà buồn cười là em vui rồi anh chị ạ. Mong muốn là anh chị là phải là cười tươi suốt ngày mà anh chị đã. Đúng rồi. Kiểu hạt mít anh chị ơi. Mong muốn của anh chị là cười tươi mà. Ok anh chị ơi. Ok ok. Vào với chúng em là anh chị chúng ta cứ vui thoải mái với mọi người nhá. Vì chúng ta là một gia đình của đúng không ạ? Chúng ta đều là một gia đình. Cần phải thoải mái anh chị ơi. Anh cũng rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Okay. Nguyện rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ trông pha tô lên hai hướng như lúc này. Dòng mẹ anh bắt chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Okay. Anh có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải anh. Anh rẻ. Em sẽ gây đau tươi nguyện và nói lời này. Okay. Chúc em hạnh phúc chỉ một giờ. Có anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Vui mà. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng pha tô lên hài hước như lúc này. Rằng mẹ anh bắt chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Okay. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc. Có gì đâu mà phải khóc, không có anh thì sẽ có người khác. Tình nào mà chẳng dạng dở, vui rồi cũng đến lúc phải tệ nhạt. Anh nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu, cứ mặc định anh là thằng tệ bạc. Thừa biết hạnh phúc của em là kim cương nhưng lại không thể cho người chế tác. Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên tình cảm này anh buộc phải cự tuyệt. Mặt khác anh sợ cảm giác phải yêu xa mình không tới đâu cũng có lần từ biệt. Trong mắt em thật sự rất tuyệt, dường rằng hai đứa không hợp nhau là mấy. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc mẹ của anh ta.
chia tay. Hey, hey. Nhân lệ chuẩn bị đọc giáp được đấy anh chị ạ. Dạ, chuẩn bị bắn giáp cho anh chị nghe thế ạ. Ok, anh chị yêu thương rất là nhiều này. Khi nào nghe được? Tiếp rồi sao? Tiếp hả? Tưởng mà hết hơi rồi cơ anh chị ạ. Làm thế máu hết anh chị ạ. Làm thế nào mà lại hết hơi được? Em nghĩ sao mà nó chỉ hết hơi? Ý là vẫn muốn đang quẩy tiếp mà thấy Nguyệt cứ tưởng là Nguyệt bảo ngồi đi. Nhưng mà nghe câu chưa ngồi là vui anh chị ạ. Bởi vì anh chị đang máu này mà ngồi hơi có lỗi anh chị ơi. Ok luôn. Mọi người chúng ta phải bình luận nhiều, chia sẻ nhiều chúng em chứ. Đúng rồi anh chị ơi, nên có số 7 nào anh chị? Đúng vậy. Có số 7 anh chị ơi. Dạ, comment 7k nào anh chị nào. Hát bài gì đây? Hát bài gì đây à? Bài gì đây ạ anh chị ơi? Cô. Gì bài này sao lóng hóng hát thì muốn biết có hay không nè. Hay là độc thoại hoặc là bài ngỡ này. Đó, rất là nhiều. Đúng rồi, ngỡ. Đúng rồi đấy. Bài này rất nhiều anh chị thích này. Em ngỡ Minh Nguyệt đang cảm anh chị. Yeah. Không sao, chỉ cần anh chị thích thôi là chúng em chiều. Đúng rồi, 7k nào anh chị đâu. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều. Anh à. Anh thấy lòng chợt lẻ loi. Thật không? Cô đơn cùng với đêm dài. Hey. Cứ trôi theo em từng ngày. Lên luôn. Em ơi giờ đây anh cần gì? Cần một bờ vai ấm áp. Nhưng không cạnh ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề. Ok Minh Anh ơi, xin phải nào. Anh đưa đôi mắt anh tìm. Anh tìm nhưng không thấy em ở đây. Đeo kính sao nhỉ? Anh yêu em quá mơ rồi nên ngỡ. Chỉ cần anh chị cứ chia sẻ tiếp tục của chúng em thôi là chúng em hát thoải mái luôn này. Bảy ca anh chị ơi. Ê, mà chị Phương Nguyễn, trời ơi, giờ này có việc anh chị ơi nữa. Với những cái tình cảm mà chúng em nhiệt tình như thế, anh chị yêu thương chúng em như vậy, cho chúng em xin 800 lượt chia sẻ thôi ạ. Mỗi một người tặng một lượt thôi, 800 lượt rất là dễ anh chị ơi, 800 lượt chia sẻ nữa nhá. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều. Anh nào. Anh thấy lòng chợt lẻ loi. Lẻ loi. Cô đơn cùng với đêm dài. Bảy ca. Trôi theo em từng ngày. Lên lên. Anh ơi giờ đây em cần. Em cần. Cần một bờ vai ấm mơ. Nhưng không cạnh ai lúc này. Để anh có nơi tựa vào. Ok. Tựa tí. Anh nhớ lại những kỷ niệm. Kỷ niệm. Mà sao trong anh buồn thế. Vui lên. Anh nghe cơn gió đang về. Đang về. Như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm. Anh tìm. Nhưng không thấy Nguyệt ở đây. Ơ đứng đây nè, to như này anh luôn. Anh yêu em quá mất rồi. Sao mọi người. Nên ngỡ như em ở đây. Anh nhớ lại những kỷ niệm. Kỷ niệm. Mà sao trong anh buồn thế. Buồn thế. Anh nghe cơn gió đang phì. Như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm. Anh tìm. Nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu quá mất rồi. Nên ngỡ như anh về thôi. Anh chỉ lấy tay đâu lại lên. Wow, 7k thứ rồi. Hey. Đến 8k anh chị ơi. Nhiều bình luận quá, không kịp đọc anh chị ạ. Đó. Chưa kịp trả lời đã chạy mất bình luận rồi anh chị ơi. Chị Ruby ơi, cảm ơn chị. Chị Hoa Vũ ạ. Ước gì mà lấy con số 1 như lệ nhỉ. Ước gì mà lấy con số 1 đúng không anh chị ơi. Chia sẻ 800 lượt chia sẻ cho chúng em nào anh chị yêu thương ơi. Cảm ơn chị Nguyễn, cô Nguyễn Thúy ạ. Anh yêu em quá mất rồi. Chúng em cũng yêu anh chị mất rồi. Ước gì mà anh chị chia sẻ được 2.000 chia sẻ cho chúng em. Rất là lâu lắm rồi lại không được 2.000 chia sẻ lại ơi. Lâu lắm rồi, nhận lệ xin 2.000 được không hả anh chị? Đúng rồi. Cố gắng yêu thương chúng em nào chị. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vào. Chiếu vào. Em đã sống những đêm ngoài kia biển su bờ cá. Lên. Ước gì
Anh ở đây giờ này, anh đây ước gì anh cùng em chuyện trò, anh đây cùng nhau nghe song xô gành đá, okay. Ngàn câu hát yên bình. Bài em cứ thích lòng anh từng người tặng mà không nhìn. Anh đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Vô đây có vui không anh chị ơi? Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, giờ này ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình lướt sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, về như tháng năm dừng trôi, tháng năm dừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu em ơi. Ước gì em đã không lừa lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tay, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, gặp anh một lần em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh chị thôi. Ok, cảm ơn chị Kim đi lên nè, lên luôn xe. Vui chưa anh chị? Hôm nay anh chị thấy chúng em tung nóc nhà cái gì chưa? Hả? Hả? Yeah. Anh Ngọc Nam ơi, dễ thương của em mà. Lên luôn. Ê, trời dễ thương như này mà đúng không Ngọc Nam? Ê. Hello tất cả các chị yêu thương, đây là chị Trân Phương yêu sống ơi. Chào tất cả anh chị yêu ạ. Chị Anh Tuấn nè, chị Thanh Liên, chị Hoa Phượng Vân nè, chị Lưu Bi nè, tất cả các anh chị yêu thương. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Hey! Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên. Ước gì, ước gì anh ở đây giờ này, giờ này ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình lướt sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Vì sao em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hơn. Ước gì em ta không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tay, đời em đã vắng anh rồi. Anh xuống kẻ hơi số ạ. Ước gì cho thời gian trở lại. Hey! Em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh chỉ thôi. Ước gì em đã không lỡ lời. Anh Phùng Nguyễn. Ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tay, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại. Vì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Có người nói là ước gì là Nguyệt có biệt thự. Wow, chúng em cũng ước rồi anh chị nhỉ? Tòng. Cảm ơn anh chị Huyền Hồng và anh Huyền Hương Nhiên ạ. Cảm ơn chị Huyền Thúy nè. Nhạc chưa hết mà đã xuống rồi à? Nóng quá anh chị ơi. Hôm nay tại Nhật Lệ mặc cái màu đỏ này cho nóng quá trời anh chị ơi. Hay là tại anh chị trao cho chúng em nhiều năng lượng quá. Cảm ơn chị Phạm Hương ạ. Tất cả anh chị yêu thương chúng ta đang bình luận vào live stream của chúng em rất là nhiều anh chị ạ. Thực sự anh chị nhìn thấy trên live stream của chúng em ngày nào cũng 6-7 à, đúng không? Hát cái bản hôm trước chị em mình hát chả nhớ đâu. Ừ, chắc. Ở đây với Nguyệt Lệ luôn. Cảm ơn anh Nguyễn Hồng nha. Hai kem chống nắng tặng một kem chống nắng nha chị Thu ơi. Đấy này không? Uống collagen phần nam hay nữ? Bản này cũng được. Mua 3 collagen DC sẽ được tặng một nha chị Trinh ơi. 2.370.000 đồng ạ. Chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chớ chê em là gió lướt qua nhanh để anh đông lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này.
một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khí nào để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời, bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai tròn cánh nắm tay một người mà quên đi hoàn cánh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em chả nỡ cứu mang. Một nụ hồng thương ngây, đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phụ pha. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đọa đày, người muốn tìm gì ở dưới đây ly rượu vây, đêm đêm khóc than mình em thương thương đã xót cho trâu. Làm sao anh quên đi và thôi ngóng trông em buông đi hết trong lòng. Rất là thích bài này luôn. Bài này hay. Sao mà sáng tác hay thế? Sao hay thế chứ lại. Cảm ơn chị Lâm Thu ạ. Cảm ơn chị. Các chị bên em không phải làm giảm cân mà có tăng cân thôi nhá. Mua gì cũng được, để lại số điện thoại cho bên em, để cho số điện thoại cho Minh Nguyệt và Nhật Lệ đấy anh chị ơi. Trái tim cái hả? Ok. Chụp ảnh anh chị ơi. Chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chớ chê em là gió lướt qua nhanh để anh đông lại. Hơi sương hoa mỹ trong câu ca này, để một ngày nào kia con tim thơ lắng nghe, nhìn thấy tuyết lao đao dũng khí nào để liềm giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời, bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai tròn cánh nắm tay một người mà quên đi hoàn cánh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em chả được cứu mang. Một nụ hồng thương ngây, đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phụ pha. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đọa đày, người muốn tìm gì ở dưới đây ly rượu cay. Đêm đêm khóc than mình em cấm bơm nát gió cho chồng. Làm sao anh quên đi và thôi ngóng trông em buông đi hết trong lòng. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em chẳng nỡ cứu mang. Một nụ hồng thương ngây, đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ xối xa. Người muốn yêu ai trong mà nên tối tăm đọa đày, người muốn tin gì ở dưới đây ly rượu cay. Đêm đêm khóc than mình em cấm bước nát gió cho chồng. Làm sao anh quên đi và thôi ngóng trông em buông đi hết trong lòng. Cảm ơn anh Phương Nguyên, hai em đã tuyệt vời, cảm ơn Đức Việt. Cảm ơn chị Anh Tuyết Yêu này, cảm ơn anh Trang Nguyễn Hùng. Cảm ơn tình cảm của rất tất cả anh chị nào. Chị Hoa Cỏ Vân, anh Nguyễn Hùng, chị Tuyết Trương, chị Hòa Vũ ạ. Chị Vi Nguyễn này, chị Nguyễn Ánh đã có số điện thoại. Cảm ơn chị Phương Nguyễn, chị Nguyễn Hoa. Ôi trời ơi, bắt đầu anh chị nảy số này à, nhiều trời chưa? Trời ơi, combo 3 gì đó. Ba tuyết, chắc là ba tuyết này là 500 ngàn đồng anh chị ha. À, thực sự ơi. Anh chị đó, anh chị nhìn thấy chúng em thực sự nhiệt tình với anh chị không ạ? Bởi vì sao chúng em nhiệt tình? Bởi vì sản phẩm của bên em thực sự nó tuyệt vời anh chị ạ. Bằng cái sự tự tin đúng không? Đúng rồi, tự bằng tin. Cái sự tự tin, đúng rồi, bằng những cái sự chân thành, bằng tất cả những cái tình cảm anh chị dành cho chúng em. Và đương nhiên là có anh chị, chúng ta cũng là người có thể cảm nhận được rằng gì ạ. Đừng có nghĩ rằng là qua cái điện thoại là chúng ta không có nhìn nhận được cảm xúc. Em tin rằng anh chị chúng ta, em chưa từng thương ai nhiều đến vậy. Mỗi phút giây cạnh anh, sao gì đó, quên rồi. Chung quy lại là nhưng giờ anh lại, tức là bài hát này nó giống như kiểu là chưa từng thương một ai đến vậy. Có lẽ là từ trước đây đến giờ chúng ta không nghĩ rằng là sẽ có những người sẽ yêu thương mình như vậy. Nhưng mà khi và mình gặp được người đó và mình thấy rằng là thì ra là người đó là một cái người mà chưa từng thương, có một ai thương mình như vậy, mang lại cho mình nhiều cái tiếng cười. Thế nên có mấy bài hát
chưa từng thương ai đến vậy. Hello chị Kỳ Hưởng nè, hello tất cả anh chị. Uống gì đẹp da, uống collagen đi chị Kỳ Hưởng. Về với đội của Minh Nguyệt nhá. Không cần tư vấn nhiều, uống sủi cho em. Nếu như chị đã nói câu đó em tin rằng là chị không có quan tâm đến vật giá nữa rồi. Quan tâm đến làm sao đẹp. Năm Minh Nguyệt năm nay thì thực ra không có đẹp lắm đâu. Nhưng mà cái làn da của em là cũng trộm vía khá nhiều người mơ ước đấy nhá. À, làn da của em là đi, em năm nay gần 35 tuổi và uống dòng sủi này với một hàm lượng collagen cao mọi người, nó sẽ làm căng da. Các chị em nào chúng ta muốn níu giữ thanh xuân, chúng ta muốn làn da căng bóng, muốn tăng tính đàn hồi cho làn da, chống oxy hóa, thì chúng ta mua được dòng sủi này cho em. Với một cái hàm lượng collagen sủi tươi, phải nói là một trong những dòng sủi có hàm lượng collagen cao nhất tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Nên nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta tăng, tức là căng da nhanh, bóng, căng bóng, tăng tính đàn hồi, hỗ trợ tình trạng bị sạm nám luôn, cũng hỗ trợ luôn nha mọi người. Collagen mà. Và đặc biệt nữa là nó tăng tính đàn hồi, giúp da chống cái tình trạng chảy xệ. Đó, căng da và khi sức serum cái mặt bóng ơi là bóng. Và đương nhiên là khi mà làn da chúng ta nó căng ấy, thì da chúng ta trẻ rất là nhiều. 1 triệu mốt một hộp uống trong vòng 20 ngày. Trong này có 40 gói và chúng ta mua một hộp là 1 triệu mốt. Còn chị nào mà chúng ta vừa bị sạm nám, vừa bị thâm khô, chúng ta lại vừa bị trùng da nhăn thì mua cho em cái liệu trình 2 collagen sủi tươi trị giá 2 triệu 200 nghìn đồng. Bên em tặng cho một collagen viên nang để chúng ta dùng trải nghiệm kết hợp cả hai dòng này. Còn nếu chúng ta mua 3 hộp là 3 triệu 300 nghìn đồng thì bên em tặng thêm một hộp nữa là chính nó, đủ dùng trong vòng 3 tháng nhá, một nửa liệu trình. Còn đương nhiên là em khuyên anh chị để đạt một cái hiệu quả chúng ta nhìn rõ rệt hơn, đó là chúng ta mua 4 collagen sủi trị giá 4 triệu 400 nghìn đồng, tặng cho anh chị chúng ta thêm 2 collagen viên DC Plus và kèm theo một phần quà là kem chống nắng hoặc là sữa rửa mặt hoặc tẩy tế bào bên em, tổng quà tặng trị giá gần 1 triệu 9 nhá. Đó, bên trong uống collagen, bên ngoài bôi kem chống nắng. Muốn đẹp da chắc chắn phải uống collagen. Muốn căng da, muốn làm chậm quá trình lão hóa, không uống collagen không bao giờ đẹp da được anh chị ạ. Bởi vì sao ạ? Con người chúng ta, cái lượng collagen nó sản sinh chỉ từ những cái độ tuổi 18 đôi mươi thôi. Còn càng về sau này, các chức năng trong cơ thể chúng ta đã lão hóa rồi, không có sản sinh được collagen nữa đâu anh chị ơi. Không có tự sản sinh ra collagen được nữa. Cái lượng collagen nó mất đi, nó nhiều hơn cái lượng collagen sản sinh. Vì vậy nếu như các chị chúng ta muốn quan tâm đến cái đẹp, muốn gìn giữ nét thanh xuân và muốn làm chậm quá trình lão hóa, để sau khi mà chúng ta dùng một thời gian ấy, so với những cái người cùng tuổi mà các chị trẻ hơn ấy, giống như em bây giờ, so với những người cùng độ tuổi của em ấy, thực sự chia sẻ với anh chị, cũng có nhiều người mơ ước đó. Mọi người nhìn thấy em với Nhật Lệ nhiều khi không phải là, em thì không phải là dìm lệ gì đâu, nhưng mà tại sao em phải nói điều này? Đơn giản là Lệ nó xinh, nó duyên, nó dễ thương, nó có nét trẻ hơn em về độ tuổi. Nhưng nếu mà nói về làn da thì thực sự là Lệ uống collagen viên nên là cái khả năng hấp thụ, tức là cái khả năng mà hiệu quả thì không nhanh bằng em. Thế nên là em hơn Lệ 5 tuổi, nhưng mà mọi người nhìn thấy khi mà livestream với nhau đâu có bị già hơn nhau là mấy, đúng không ạ? Lệ thì vẫn nét xinh, trẻ duyên, đẹp, đẹp gái, dễ thương. Nhưng mà em hơn Lệ 5 tuổi đó mọi người. 5 tuổi tức là mọi người biết không ạ? Là nó tới tận 365.000 một năm, tận 365 ngày đấy. Chứ không ít gì đâu, mọi người cứ tưởng tượng da của chúng ta chỉ khoảng một vài ngày, một tháng, hai tháng nó thay đổi rồi. Mà em hơn tận 5 tuổi mà da của em được căng bóng như này. Tự nhiên không phải tự nhiên đâu ạ, em phải uống collagen. Và bên ngoài em phải thoa kem chống nắng một ngày từ 3 đến 4 lần. Ai mà không thoa kem chống nắng một ngày từ 3 đến 4 lần, đừng hỏi tại sao da mình bị đốm nâu tàn nhang nhiều nhá. Đó. U là u như thế nào hả chị Nguyễn Hà? Đó. Sắp là u như thế nào nữa? Hello, em chào anh Huỳnh Hoàng này. U là u như nào? Nếu mà u lành hoặc là u ví dụ u tuyến giáp ấy, hay bị u tuyến giáp cũng không sao cả, uống được nhá. Cái vấn đề này không sao chị ạ. Thì chị cứ để lại số điện thoại và ngày mai sẽ có chuyên viên tư vấn hỏi chị. Đặc biệt khi mà chúng ta đang uống một cái loại thuốc nào điều trị của bác sĩ với bệnh tình của mình, mà chúng ta uống collagen hay uống bất kể một dòng sản phẩm nào thì chúng ta nên hỏi ý kiến của bác sĩ. Đó. Em này 35 tuổi rồi. À, chị ơi em 38 tuổi nên uống ngày như viên. Ơ chị gái ơi, chị hơn em tuổi em mà, chị uống cho ngày em 2 viên cho em nhé. Nếu mà chị có được tặng cái dòng sủi này, nhớ uống 2 viên cộng 1 sủi cho em một ngày. Bao nhiêu một hộp? Dạ, nếu mà đối với cái dòng collagen sữa ông chúa này chỉ có 450 một hộp thôi. Dòng viên nang mềm này, một ngày uống cho em 2 viên. Một ngày uống cho em 2 viên nhé. Trong này nó có những cái viên nang mềm, một ngày uống cho em 2 viên. Mua 3 tặng 1, đặc biệt em khuyên anh chị, không phải lúc nào cũng mua được. 1 triệu 800 nghìn đồng chúng ta có tận 4 tháng để uống collagen, 4 hộp collagen sữa ông chúa này luôn. Và 1 triệu 8 tặng hẳn cho anh chị ta một hộp collagen sủi tươi cao cấp của bên em chỉ giá 1 triệu 1 nhé. 1 triệu 8 tặng hẳn 1 triệu 1. Chương trình này không kéo dài được anh chị ạ. Sắp cháy hàng rồi. Collagen sữa ông chúa này mấy ngày nữa chúng ta sẽ không nhìn thấy đâu này. Mấy ngày nữa anh chị chúng ta chỉ nhìn thấy collagen DC 790 và collagen sủi thôi. Còn collagen sữa ông chúa này mấy ngày nữa chúng ta sẽ không nhìn thấy nhá. Và cái chương trình khuyến mại này là một chương trình cực sốc cho anh chị. Nếu chúng ta không nhanh tay là chúng ta sẽ không nhận được chương trình này nữa đâu ạ. 4 hộp 1 triệu 8 tặng hẳn 1 triệu 1. Mấy ngày nữa chúng ta có muốn mua giá gốc 450 cũng không có khuyến mại thì bên em cũng cháy hàng rồi. Nên đây là một chương trình trao tặng giá trị để các chị làm đẹp đến Tết đẹp để giới thiệu cho bên em mà chúng ta không có mua là chắc chắn là sẽ rất là tiếc đấy.
Bởi vì là làn da chúng ta đã lão hóa theo thời gian. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Sau này các chị làm ra cả 100, cả 1000 lần cái số tiền đó. Những cái làn da của mình sẽ không lấy lại được đâu ạ. Nên chúng ta phải bảo vệ nó khi nó còn đẹp. Giống như là người ta nói câu phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Đừng có để cái làn da chúng ta quá tệ rồi, chúng ta có muốn lấy lại thanh xuân nó cũng rất là khó. Chính vì vậy chúng ta chưa hiểu cái gì cả, các chị cứ để lại số điện thoại. Ngày mai vào giờ hành chính sẽ có chuyên viên tư vấn bên em liên hệ với anh chị. Số chốt đơn duy nhất của bên em chỉ có một số thôi nhá. Ngoài số đó ra toàn là giả mạo. 08 4 con số 8 4 con số 1. Và bây giờ thì chương trình cũng khá là muộn rồi. Có lẽ rằng Minh Nguyệt xin phép được khép lại chương trình livestream tại đây. Tất cả các chị nào chúng ta còn điều gì băn khoăn thắc mắc cứ để lại số điện thoại của mình. Và ngày mai sẽ có chuyên viên liên hệ lại với anh chị nhá. Đó. À, chị Nguyễn Hà cứ để lại. Nếu mà chị thực sự muốn uống chị vẫn để lại số điện thoại cho bên em. Ngày mai sẽ có chuyên viên tư vấn trả lời cho anh chị nhá. Chị Thái Dương em gần 35 rồi. 30 gì nữa. Chị Kỳ Hưởng cũng vậy nhá. Chị chưa hiểu rõ về collagen, chị có thể để lại số điện thoại. Và ngày mai sẽ có chuyên viên tư vấn liên hệ lại với chị. Và có lẽ chương trình livestream của Minh Nguyệt xin phép được kết thúc tại đây. Để cho anh chị chúng ta còn sao ạ? Còn nghỉ ngơi nữa. Và nếu như chị chúng ta yêu thích chương trình livestream của DC Beauty hàng ngày hát cho chị ta nghe, chúng ta rảnh rỗi vào lúc 11:15 thì chúng ta có thể vào kênh Đinh Duy Trinh để theo dõi sự xuất hiện của Nhân Ly và Yến Zumi. Và lúc 7 giờ tối bên em cũng có khung giờ live hát cho anh chị ta nghe với sự xuất hiện của Sapang, Linh Em và Yến Zumi. Và nếu anh chị ta yêu thích Minh Nguyệt và Nhật Lệ thì anh chị chúng ta có thể theo dõi fanpage riêng của Minh Nguyệt và Nhật Lệ. Chúng em có những cái fanpage riêng là Minh Nguyệt và Nhật Lệ, Linh Em, Sapang, Yến Zumi hoặc Nhân Ly. 9:15 mời anh chị chúng ta vào livestream của Đinh Duy Trinh theo dõi, kể cả không có thông báo, ngày nào chúng em cũng live nhá. 9:15. Hy vọng rằng các chị chúng ta sẽ luôn luôn có mặt để theo dõi Minh Nguyệt Nhật Lệ, cùng cười, cùng vui chúng em. Làm việc hết sức, chơi là phải chơi hết mình. Đó chính là phong cách của chúng em. Cảm ơn chị Lê Nhật, cảm ơn anh Nam Mùi, cảm ơn anh Huỳnh Hoàng, cảm ơn chị Thanh Tâm, cảm ơn tất cả trai xinh gái đẹp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Với chương trình livestream của Minh Nguyệt xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn chị Trần Thị Tuyết Lan. Đó, mọi người mua gì cũng được, là đừng nhớ là để lại điện thoại cho bên em nhé. Collagen đang khuyến mại rất là nhiều. Muốn được cưng cô collagen khuyến mãi thì cũng để lại số điện thoại. Tăng cân trẻ em 7 đến 12 tuổi 350 một hộp. Người lớn từ 13 tuổi chúng ta dùng 2 hộp là 600, giảm trực tiếp 100.000 đồng. Kem chống nắng 290.000 đồng một tuýp, mua 2 sẽ tặng 1. Body 480.000 đồng một chai. Chung quy lại là anh chị chúng ta muốn mua cái gì mà không rõ cái giá cả, bao nhiêu không nhớ được, cứ để là số điện thoại đi ạ, của anh chị đi. Ngay giờ hành chính sẽ có chuyên viên điện thoại cho anh chị và chúng ta có thể hỏi thoải mái được. Và bây giờ cho phép Minh Nguyệt được offline nhá. Hôm nay rất là vui bởi vì là đến giờ, à đúng rồi, chị Kỳ Hưởng, chị ở Singapore thì chị phải có người thân ở Việt Nam. Đó, chị phải có người thân ở Việt Nam. Chị nhờ người thân ở Việt Nam của chị nhận hàng và gửi cho chị sang bên đó. Nó rất là dễ thôi. Đến nay tận hơn 700 người vẫn ở đây theo dõi Minh Nguyệt. Quá là hạnh phúc. I'm so happy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Và chương trình livestream xin phép phải kết thúc tại đây. Chúc anh chị Việt Nam chúng ta sẽ ngủ ngon. Và những ai bên nước ngoài sẽ có một ngày mới, một ngày đầu tuần thật là vui vẻ, rực rỡ. Và thật là nhiều may mắn, thật là nhiều tiền nhá. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị vào 9:15 tối ngày mai. See you tomorrow night. Thank you so much.